Viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Gia Hát, 3 tuổi, ở huyện Phú Ninh, Phú Thọ, trong tình trạng quấy khóc, tâm lý hoảng sợ, nhiều vết chó cắn ở trên mặt. Gia đình cho biết cháu Hát sang nhà hàng xóm chơi và bị chó nuôi tấn công. Nghe tiếng la hét của cháu, hàng xóm và gia đình chạy lại thì thấy cháu Hát đang bị chó cắn. Kiểm tra bé thấy bị thương ở vùng mặt hai bên má, vết rách chảy nhiều máu, bám bụi bẩn. Ngay lập tức, gia đình đã đưa bé đến khoa cấp cứu bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ để thăm khám và sơ cứu ban đầu. Sau khi được kiểm tra, bé Hát được chuyển lên khoa mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt. Mẹ của bé Hát cho biết, chú chó tấn công được gia đình hàng xóm nuôi để trong nhà. Tại thời điểm xảy ra sự việc, chó được thả rông, không dọa mõm, Bác sĩ Vương Phương Thảo, khoa mắt tai mũi họng răng hàm mặt, bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, người trực tiếp xử lý vết thương cho biết, tình trạng khi cháu Hát vào viện bị thương ở vùng mặt hai bên má, rách sát vách mũi và có nhiều vết thương hở chảy nhiều máu, trong đó nghiêm trọng nhất là vết thương góc trong mắt bên trái, vị trí gần mắt nhất. Sau khi đánh giá tình trạng vết thương, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật khâu phục hồi đa vết thương và đồng thời tư vấn tiêm phòng uốn ván, tiêm huyết thanh phòng dại, dùng kháng sinh dự phòng nhiễm trùng.